không đẩy thôi. Thế chỉ là chơi tí cho nó vui thôi. Thế thì cũng sợ mà. Ôi sợ thế. Ôi sợ thế. Ôi ướt rồi. Sợ mày lúc nào không ạ? Ướt rồi. Vì nó té qua cái há miệng thôi kìa. Ừ. Mình to dày ra. Nó phải vậy. Ôi thế này rồi. Ôi thế. Thế mà mắt thầy phải đợi cứ lên không? Đợi. Đã có cái gì? Xong rồi ra chơi tàu lượn đi.